Chào các bạn, hồi hộp và chờ đợi cô Duy Nguyễn chui vô hang khám phá nơi ở của người da đỏ Cherokee nè các bạn. Cherokee là một trong võ lâm ngũ bá của Mỹ cổ nha các bạn. Ở bên Trung Quốc thì có ngũ nhạc kiếm phái, đó các bạn kể tên đã thử các bạn nhớ không? Thì ở bên Mỹ này có võ lâm ngũ bá và Cherokee là một trong ngũ bá đó nha. Ôi ghê các bạn ơi, thôi chạy ra, vô đó bắt công bắt ở rễ nữa hơi bị căng. Đó, vẫn chơi với các bạn thôi chứ Duy Nguyễn đang có mặt ở cái chỗ mà ngày xưa là người Cherokee ở nha các bạn. Một chỗ rất là linh thiêng, núi rừng bạc ngàn. Cái vùng đất này nằm ở Carolina nha các bạn. Đó. Thì hôm nay là Duy Nguyễn sẽ cho các bạn về kiến thức của thổ dân Mỹ nha các bạn. Thổ dân Mỹ hồi xưa và ngày nay họ sinh sống như thế nào, có giàu không và được làm cái gì. Đó, thì thông qua những clip thực tế này, hy vọng các bạn sẽ có được biết là cái chỗ ở ngày xưa của họ như thế nào và ngày nay được khai thác ra làm sao nha các bạn. Rồi, người da đỏ karaoke ở miền Đông, cái chỗ này là miền Đông, nó có một cái chỗ ở miền Tây nữa. Tức là cái người karaoke này nó chia làm hai bên, bên bờ Đông với bên bờ Tây nha các bạn. Bữa nay mình làm bờ Đông trước. Là một bộ tộc được liên bang công nhận có trụ sở tại Tây Bắc Carolina ở Hoa Kỳ. Đó. Họ là hậu duệ của nhóm nhỏ gồm có 800 tới 1000 người karaoke vẫn ở lại ở miền Đông Hoa Kỳ theo đạo luật di dời người da đỏ, di chuyển 15000 người karaoke đến sống ở miền Tây của Mississippi vào cuối những năm 1830. Những người Cherokee còn lại ở bờ Đông sẽ từ bỏ quyền công dân Cherokee của bộ lạc và bị đồng hóa thành người Mỹ luôn. Và bây giờ họ là công dân Hoa Kỳ. Đây là cái con đường mà Duy Nguyễn chạy trong khu nha các bạn. Thì video này nó video kiến thức dài quá thì các bạn cứ ngồi ngắm cảnh đi. Đây là con đường Duy Nguyễn đi vào mùa hè nên cây chưa đổ, nó đổ lá xấu đẹp gì đó thì Duy Nguyễn không ý kiến. Rồi Duy Nguyễn làm tiếp về nội dung kiến thức đây nha các bạn. Người Cherokee là một trong những dân tộc bản địa của vùng rừng Đông Nam Hoa Kỳ. Trước thế kỷ thứ 18, họ tập trung ở quê hương của mình tại các thị trấn dọc theo thung lũng con sông nơi hiện giờ là Tây Bắc Carolina, Đông Nam Tennessee nha các bạn, Tây Nam Virginia, rìa phía Tây Nam Carolina, Bắc Georgia và Đông Bắc Alabama, bao gồm khoảng 40.000 dặm vuông. 40.000 dặm vuông là nó hơi bị rộng đó chứ không phải giỡn đâu bạn, gần bằng nước Việt Nam rồi. Đó. Đến thế kỷ thứ 19, những người định cư da trắng, đó là Mỹ da trắng nha các bạn, đã phân loại người Cherokee ở Đông Nam thành một trong năm bộ lạc văn minh. Thì hồi nãy Duy Nguyễn mới kêu bạn là võ lâm ngũ bá đó. Họ là những người nông dân sống trong những ngôi làng cố định và bắt đầu tiếp thu một số tập quán, văn hóa và công nghệ của người định cư da trắng. Nói chung là người da trắng tới đây rồi họ giống như là họ đồng hóa đó các bạn. Vậy đi, họ cũng phát triển chữ viết riêng của mình. Đó, nói chung là người Cherokee có chữ viết riêng nha bạn, ghê lắm chứ không phải giỡn đâu. Ngày nay bộ lạc Cherokee được liên bang công nhận là United Kitwa, đọc hơi bị căng, Band of Cherokee Indian, viết tắt là UKB. Đó, UKB tiếng Anh là tiếng Việt Nam là UKB đó bạn, ở Oklahoma, và Cherokee Nation viết tắt là CN ở Oklahoma luôn, và Eastern Band of Cherokee Indian, đó là viết tắt là EBCI ở Bắc Carolina, là cái chỗ Duy Nguyễn đang đi nè, đó là cái chỗ Duy Nguyễn đang đi các bạn nhớ nha. Rồi, Cherokee Nation có hơn 300.000 thành viên bộ lạc, đồng chưa? Khiến đây trở thành là bộ lạc lớn nhất trong số 574 bộ lạc được liên bang công nhận tại Hoa Kỳ. Ngoài ra, có nhiều nhóm tuyên bố có dòng dõi là Cherokee và một số trong số này được tiểu bang công nhận. Đó, tóm lại hơi rối rối nha các bạn. Tổng cộng có hơn 819.000 người đã được tính có yếu tố là người Cherokee, nhưng mà này nó lai rồi, nó không còn là thuần chủng nữa nha các bạn. Và hầu hết những người này á, nó không là thành viên của câu lạc bộ nào, tức là sống rải rác khắp nước Mỹ luôn chứ không phải là vô trong câu lạc bộ. Ở bên Mỹ á, cái chữ câu lạc bộ nghĩa là có khu bảo tồn, cái khu bảo tồn đó của bộ lạc nào á, thì bộ lạc nó vô ở, còn những người của bộ lạc đó mà ở ngoài á thì người ta không tính nằm là thành viên câu lạc bộ vậy đó. Trong số 3 câu lạc bộ Cherokee được liên bang công nhận, Nation Cherokee và UKB có trụ sở tại Oklahoma và hầu hết thành viên của họ sống trong tiểu bang đó luôn. Đó, riêng UKB là chủ yếu là hậu vệ của họ là những người định cư cũ. Đó, còn gọi là những người Cherokee bờ Tây. Đó là không phải chỗ này nha bạn. Những người di cư từ Đông Nam đến Arkansas và Oklahoma vào khoảng năm 1817. Trước khi người da đỏ di dời, họ có quan hệ họ hàng với người Cherokee. Đó, này nó lai lai rồi đó. Và những người sau đó đã bị di dời cưỡng bức đến đó vào năm 1830 theo đạo luật di dời người da đỏ. Đây là cái đạo luật của Mỹ á. Mỹ có đạo luật di dời người da đỏ nên đẩy người da đỏ vô những cái khu riêng nha bạn, không có sống rải rác nữa. Nhóm người da đỏ Cherokee và phía đông nằm trên vùng đất họ gọi là Quala Boundary ở phía tây bắc Carolina. Họ chủ yếu là hậu duệ của tổ tiên đã phản đối hoặc tránh di dời, Mỹ kêu đi không đi đó.
vẫn ở lại khu vực đó luôn đó, vì họ đã từ bỏ tư cách thành viên bộ lạc vào thời điểm đó nên họ đã trở thành công dân của tiểu bang và Hoa Kỳ. Cuối cùng, cuối thế kỷ thứ 19, họ đã tổ chức lại thành một bộ lạc và được liên bang công nhận. Nó tóm lại là Mỹ gom vùng khu mà mấy ông này ông chịu vô, ông này ông ở khu riêng đó, ở khu riêng xong rồi qua thời gian 5 tháng rồi này nọ ông thành người Mỹ luôn, người Mỹ luôn, nhưng mà nhớ về cội nguồn nên thành lập lại câu lạc bộ mới đó và liên bang Mỹ công nhận vậy thôi. Nhóm người da đỏ Cherokee phía đông, viết tắt là EBCI, đọc lại là Eastern Band of Cherokee Indians nha các bạn, đã đàm phán một thỏa thuận với tiểu bang và vào năm 1997 đã mở sòng bạc Harrah's Cherokee để kiếm tiền. Cái sòng bạc là rất là bự nha các bạn, Duy Nguyễn vô rồi đó. Đó, sòng bạc rất là bự, đồ ăn rất là mắc, luxury. Sòng bạc đã tạo ra việc làm và doanh thu cho bộ tộc, cung cấp tiền mà EBCI sử dụng cho giáo dục, phúc lợi và văn hóa của người dân. Vào năm 2005, gần 4 triệu người đã đến sòng bạc. Mỗi thành viên của một bộ tộc được trả một khoản thu nhập hàng năm. Bộ tộc tái đầu tư số tiền đó vào các dịch vụ y tế và liên quan và phát triển dài hạn. Từ cuối thế kỷ thứ 20, hầu hết các nhà máy sản xuất và dệt may đã rời khỏi khu vực này, chuyển vào nước có số tiền thấp hơn. Nó tóm lại là chuyển qua Trung Quốc đó. Tại vì bây giờ ở đây là Mỹ nên giá nó mắc, nên mấy cái công ty nó chuyển hết rồi. Đó, chẳng hạn như Đông Nam Á và Trung Quốc nè, nền kinh tế khu vực bị ảnh hưởng, nhiều người Cherokee phải dựa vào các công việc liên quan đến du lịch và giải trí của công viên quốc gia, tức là National Park đó, cung cấp việc làm được nửa năm. Đó, nhưng mà vào mùa đông á thì phải nhờ ăn welfare và sự trợ giúp của chính phủ và công chúng. Tại vì sao? Tại vì mùa đông á lạnh quá, chỗ này du lịch nó ít tới vậy thôi. Nó tóm lại á, là giờ cuộc sống của họ vậy đó bạn. Họ làm, họ kiếm tiền, họ sống, còn thiếu tiền chính phủ cho nha bạn. Và họ được đặc quyền mở sòng bài ở cái khu này. Đó, cái khu này thì nó không có lớn nhưng mà sòng bài rất là luxury. Duy Nguyễn đã tốn khá nhiều tiền ở chỗ này rồi, Duy Nguyễn cũng thốn nạn các bạn, chứ không phải chuyện đơn giản đâu nha. Nào, comment thật lòng đi nào, đồ ăn ngon không nè? Và đó các bạn, bữa tối này đáng giá bao nhiêu tiền tại một thành phố nhỏ nhắn xinh xắn nhưng mà đầy di sản Cherokee.